thấy nó xăm mình rồi rồi sợ giật tiền cho nên mới mà bỏ đi hả? Thấy nó xăm mình rồi sợ nó giật tiền rồi bỏ đi hả? Nó xăm hai tay luôn. À, thằng nó chắc Lê Thiện Nhân gì đúng không? Ai biết nó. Nó xăm đầy mình luôn, nó nói tôi già đò mà tôi lôi tôi chặt bà già. Tôi thích mày luôn, mày chết mà xinh luôn. Kìa người ta cho tiền kìa. Vì là nó nói chị bỏ chạy. Nó bỏ chạy đâu. Chúng coi cái phim coi bỏ chạy đâu. Tôi lôi xe bả đi. Tôi nói thôi tôi không có ai. Tôi sợ nó giật giỏ tiền. Giỏ tiền bánh xó á. À mà nó có giật không? Thấy nó xăm mình rồi rồi sợ giật tiền cho nên mới bỏ đi hả? Thấy nó xăm mình rồi sợ nó giật tiền rồi bỏ đi hả? Nó xăm hai tay luôn. À, thằng nó chắc Lê Thiện Nhân gì đúng không? Ai biết nó. Nó xăm đầy mình luôn, nó nói tôi già đò mà tôi lôi tôi chặt bà già. Tôi thích mày luôn, mày chết mà xinh luôn. Kìa người ta cho tiền kìa. Vì là nó nói chị bỏ chạy. Nó bỏ chạy đâu. Chúng coi cái phim coi bỏ chạy đâu. Tôi lôi xe bả đi. Tôi nói thôi tôi không có ai. Tôi sợ nó giật giỏ tiền. Giỏ tiền bánh xó á. À mà nó có giật không? Trời ơi nó kè kè tới bên luôn á. Hôm nào tôi bị giật một lần rồi. À rồi mua tờ số đi cô. Kè cô ơi mua tờ số đi cô. Rồi rồi vừa rồi giờ cũng trưa rồi. Bà thì cũng có ăn uống gì chứ chị? Uống sữa rồi đó. Uống 2-3 bịch rồi đó. Cái người mà hứa cho 2 triệu là ngày mai mới cho hả? À, ngày mai mới có người cho 2 triệu hả? Ừ, nó coi phim đó, ai biết bà, nó tôi không có tin. Tôi nói tôi không có tin, tôi bánh số. Rồi. Rồi thằng đó là YouTuber Lê Thiện Nhân đúng không? Dạ. Nó xăm mình đúng không? Em tưởng nó đi bán số, em tưởng nó giật tiền em. Nên cái đó em lôi bà già đi. Đó, bà già em bịt miệng. Mấy ngày nay thấy nó trên mạng nó lan truyền quá trời. Rồi chị nói đi chị, nó nói hôm bữa đó sao đó. Quay phim. Cái này đã hơn 1 năm mấy nay rồi. Ờ, bị bệnh nó.
Cái này giấy cũ mà, giấy lâu rồi mà. Ừ, giấy lâu rồi, bình án thì lâu rồi. Là có nghĩa là thấy nó xăm mình, sợ nó là dân giật đồ phải không? Rồi chị mới lôi bà già đi. Lôi bà già đi. Sợ quá. Bà già mà lôi đi.